đừng bao giờ hy vọng cuộc sống này hết bất công. Tốt nhất hãy cố gắng để thích nghi với nó. Chúng ta sẽ thích nghi với cả những nỗi đau, chúng ta thích nghi với cả những cái khó khăn, chúng ta thích nghi với cả những cái gì gọi là ghê gớm nhất ở trên đời này, để mà chúng ta có một cuộc sống cho tốt, cho tử tế. Và đấy tôi nghĩ là cái ý nghĩa lớn nhất của một con. Ăn có thể nửa buổi, ngủ có thể nửa giấc, nhưng đừng bao giờ bán nửa đời mình cho một người vô nghĩa. Ít thôi nhé, không nhiều, đừng treo thường hay nữa. Đừng bao giờ trách móc bất kỳ ai trong cuộc sống của bạn. Người tốt sẽ cho bạn hạnh phúc, người xấu cho bạn kinh nghiệm, người tồi tệ nhất cho bạn bài học, người tuyệt vời nhất sẽ cho bạn kỷ niệm. Nhiều khi mấy cái thứ đơn giản này nè thì nó mới thay được cái giá trị của con người, chứ không phải là mình khoác lên một cái bộ áo hay là những cái đồng hồ mắc tiền. Khi mà mình cởi ra mấy cái thứ đó hết thì con người mình đâu giá trị bằng cái đó đâu. Yêu thì phải nói, nhưng đói thì cần phải ăn. Chứ im lặng hòi hòi thì làm sao người ta biết mình đang muốn gì. Vì vậy mà người ta mới nói, suốt đời nhớ mãi một người, bệnh này còn nặng gấp 10 ung thư. Âm thầm chịu đựng rồi âm thầm khổ, hiền thôi chứ đừng có khờ, khờ khổ lắm. Chính mình mà còn chưa hiểu được mình thì sao mà bắt người khác phải hiểu mình các bạn. Xuân Diệu mới nói như thế này: yêu là chết trong lòng một ít, vì mấy khi yêu mà chắc được yêu. Chúng ta tự làm tan nát cái tim mình bằng cái cách mong đợi người khác trân trọng chúng ta. Người nói dối nhiều nhất mà các bạn không để ý đó là mẹ và ba của các bạn. Một câu nói dối kinh điển của ba mẹ là: thôi con ăn đi, ba mẹ ăn món đó rồi. Xin lỗi các bạn, ba mẹ các bạn rất thèm ăn nhưng lúc nào cũng để cho các bạn ăn. Đừng có mong chờ ai mà phải dành thời gian nhiều cho mày hết á. Bởi vì nếu như mà mày thật sự quan trọng với họ thì họ sẽ luôn để mày ở chế độ ưu tiên. Thất tình không quan trọng nữa, mà thất nghiệp mới quan trọng. Bởi vì á, hạnh phúc thì có thể mua được bằng tiền. Ít thôi nhé, không nhiều, từng chiều thường hay đứa đó. Giấu chuyện không vui vào trong lòng, thở dài cười nhẹ thế là xong. Khó khăn vồ vập như cơn sóng, ý chí kiên cường tựa bê tông. Năm điều mà người phụ nữ không nên hy sinh cho đàn ông. Đầu tiên đó là bỏ bê nhan sắc của mình nè. Chính xác. Phải đẹp. Cái thứ hai á là không được bỏ bê sự nghiệp nè. Còn điều thứ ba không nên hy sinh, đó là hy sinh bạn bè. Thứ tư á là không được lãng phí sức khỏe của mình. Điều đặc biệt quan trọng luôn, đó chính là cãi lời ba mẹ của mình. Thành công của người đàn ông đằng sau bao giờ cũng có bóng dáng của người phụ nữ. Nhưng anh đọc thiếu một vế nghiêm trọng: mọi sự thất bại của thằng đàn ông bao giờ cũng có bóng dáng của người phụ nữ thứ hai. Cái giá trị của cuộc sống này đôi khi nó rất là đắt và đôi khi nó cũng rất là rẻ. Và nói tóm lại, chúng ta không xác định được đâu là giá thực của cuộc đời. Một cái câu mà tôi thấy rằng nó đúng trong mọi trường hợp: cuộc đời này là vô giá, và chúng ta hãy yêu cái cuộc đời này, trân trọng cái cuộc đời này. Em ơi, trường học nó khác với trường đời ở chỗ là trường học nó cho chúng ta bài học, sau đó bắt chúng ta làm kiểm tra. Còn ở trường đời nó bắt mình làm kiểm tra trước rồi nó mới cho mình bài học. Khi mà bạn muốn tìm một người nào đó để thay đổi cuộc đời mình, bạn hãy nhìn vào gương. Và lúc đó bạn sẽ thấy ai ạ? Bạn sẽ thấy chính bạn. Và chỉ có bạn mới thay đổi được chính bạn. Chỉ có bạn mới làm cho cuộc đời của bạn hạnh phúc hay đau khổ mà thôi. Tình yêu là cái lời nói dối uyên thâm nhất của trái tim. Nói dối theo kiểu như thế nào ạ? Giả vờ mạnh mẽ, giả vờ cười, giả vờ không nghĩ, giả vờ thôi.
Dạ vờ vui khi đang buồn tủi, dạ vờ cười khi nước mắt đang rơi, dạ vờ quên trong khi đang rất nhớ, dạ vờ hết yêu trong lúc vẫn yêu nhiều. Đừng bao giờ cho phép mình quên 5 điều này nếu như bạn thực sự muốn có sự nghiệp trong tương lai. Số 1, không lãng phí thời gian. Bạn đã bao giờ tự hỏi rằng là cái mục đích sống của bạn là gì? Bạn đã bao giờ từng hỏi rằng là đến năm 30 tuổi bạn sẽ trở thành ai chưa? Tôi dám cái bạn rằng là nếu hỏi 1.000 người thì cái số lượng người mà có thể trả lời được chắc chắn sẽ đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Số 2, đừng trở thành nô lệ của công nghệ. Bạn biết cái thời điểm hiện tại là cái thời điểm rất phát triển về Internet và mạng xã hội. Nhưng nếu mà chúng ta lạm dụng quá, nó sẽ biến mình trở thành một con nghiện và chúng ta sẽ không có thời gian để tìm kiếm những cái cơ hội thực tế cho chính mình đâu. Số 3, đừng trì hoãn, việc hôm nay chớ để ngày mai. Ai trong số chúng ta cũng chỉ có 24 giờ thôi. Đừng có than bận rộn, chẳng qua là bạn chưa biết cách sắp xếp thời gian một cách hợp lý mà thôi. Tuổi trẻ chỉ có một lần thôi, ai càng trì hoãn thì người ấy càng thụt lùi về phía sau. Số 4, học cách tự tin. Nếu mà bản thân mình còn không tin vào chính mình thì làm sao có ai tin nổi mình nữa. Ai cũng sẽ có nỗi sợ hãi, ai cũng sẽ có rào cản, nhưng chúng ta phải học cách quản trị và vượt qua nó. Cùng lắm là thất bại một vài lần, chẳng chết được đâu. Và số 5, sống độc lập, không có bố mẹ nào có thể lo được cho chúng ta mãi được đâu. Thế nên bạn phải học cách tự lập, tự ăn, tự sống, tự mặc. Không phải ai sinh ra cũng được ngậm thìa bạc đâu. Nên là hãy cố gắng hết sức để không phải hối tiếc bạn nha. Đàn ông xấu á, mình không quản được. Đàn ông tốt, không đến lượt mình quản. Chỉ có người đàn ông yêu mình mới tự khắc thay đổi để mà phù hợp với mình thôi. Chứ còn mà bây giờ muốn kiểm soát người đàn ông, người ta đã nói dối rồi. Cỡ nào người ta cũng nói dối được hết, không bao giờ kiểm được. Ít thôi nha, không nhiều. Đừng nhìn vào chàng trai ấy có gì ở hiện tại, mà hãy nhìn rằng là chàng trai ấy làm được gì trong tương lai. Ít thôi nhé, không nhiều. Từng chiều thường hay đưa đón, đón em đến tương lai sẽ. Cảm thức thuộc về là gì? Tôi cảm thấy tôi thuộc về ai đó, tôi thuộc về đâu đó. Mà tôi đi ra đường, tôi muốn trở về cái nơi đó. Ngày ngày lễ, ngày nghỉ, ngày vui, ngày buồn, tôi muốn quay về nơi đó. Nơi đó tôi cảm thấy bình an, tôi được chấp nhận, tôi được sống là chính tôi. Ở đâu cho tôi cái điều đó? Thưa anh chị em, chỉ có gia đình cho mình cái đó. Ở đời này đó, khó tìm cái hợp cho mình lắm. Mà nó hợp rồi đó là khó bỏ. Biết là hợp rồi nhưng mà nhiều khi nó hư hoại của mình. Hư thì sửa. Trên đời này cái gì mà nó không hư? Sửa một ngày không được thì mình sửa 10 ngày. Cái quan trọng là nó có xứng đáng để cho mình sửa hay không. Nó không có thay đổi con người, nó chỉ làm cho bản chất con người lòi ra nhanh hơn thôi. Ít thôi nhé, không nhiều. Vì từng chiều thường hay đưa đón. Muốn thành công thì phải qua nhiều thất bại. Trên đường đời thì có dài mới có khôn. Đem đau thương để tôi luyện tâm hồn. Một lần ngã để bao lần vững bước. Ai chiến thắng mà không hề chiến bại? Ai nên khôn mà chẳng dại đôi lần? Một kiếp người bình an là được. Nhà giàu nhà nghèo hòa thuận là được. Ông xã về trễ miễn về là được. Bà xã có cầu nhau thương mình là được. Tiến sĩ cũng được, bán rau cũng được. Tất cả phiền não biết xả là được. Kiên trì cố chấp biết buông là được. Bạn bè gần xa nhớ nhau là được. Không phải có tiền muốn gì cũng được. Tâm tốt, việc tốt, vận tốt là được. Ai đúng ai sai trời biết là được. Tích đức tu thân kiếp sau cũng được. Thiên hạ vạn vật tùy duyên là được.